Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 39. Luyện tập, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Củng cố các kiến thức về tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Rèn luyện việc vận dụng nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier cho các cân bằng hóa học. Phần A lớn, kiến thức cần nắm vững. 1. Tốc độ phản ứng tăng khi A. Tăng nồng độ chất phản ứng. Chú thích: trừ một số trường hợp ngoại lệ. D. Tăng diện tích bề mặt chất phản ứng. E. Có mặt chất xúc tác. 2. Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch bằng nhau. 3. Sự chuyển dịch cân bằng là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác do tác động của các yếu tố từ bên ngoài lên cân bằng. Sự biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ được thể hiện trong nguyên lý Le Chatelier. A. Khi tăng nồng độ một chất nào đó trừ chất rắn trong cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều phản ứng làm giảm nồng độ chất đó và ngược lại. B. Khi tăng áp suất chung của hệ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều phản ứng có số mol khí ít hơn và ngược lại. C. Khi tăng nhiệt độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều phản ứng thu nhiệt và ngược lại. B lớn, bài tập. 1. Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai? A. Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi cháy ở mặt đất. B. Nước giải khát được nén khí CO2 vào ở áp suất cao hơn sẽ có độ chua, tức là độ axit lớn hơn. C. Thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn sẽ giữ được lâu hơn. D. Than cháy trong oxy nguyên chất nhanh hơn khi cháy trong không khí. 2. Cho biết cân bằng sau thực hiện trong bình kính. PCl5 thể khí. Phản ứng thuận nghịch cho ra PCl3 thể khí cộng Cl2 thể khí, delta H lớn hơn 0. Yếu tố nào sau đây tạo nên sự tăng lượng PCl3 trong cân bằng? A. Lấy bớt PCl5 ra. B. Thêm Cl2 vào. C. Giảm nhiệt độ. D. Tăng nhiệt độ. Câu 3. Có thể dùng những biện pháp gì để tăng tốc độ của đa số phản ứng xảy ra chậm ở điều kiện thường? 4. Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn? A. Fe cộng CuSO4 2 mol và Fe cộng CuSO4 4 mol. B. Zn cộng CuSO4 2 mol ở 25 độ C và Zn cộng CuSO4 2 mol ở 50 độ C. C. Zn hạt cộng CuSO4 2 mol và Zn bột cộng CuSO4 2 mol. D. 2H2 cộng O2 ở nhiệt độ thường cho ra 2H2O và 2H2 cộng O2 ở nhiệt độ thường có chất xúc tác bạch kim cho ra 2H2O. Nếu không ghi chú gì thêm là so sánh trong cùng điều kiện. Câu 5. Cho biết phản ứng thuận nghịch sau. 2NaHCO3 ở thể rắn, phản ứng thuận nghịch cho ra Na2CO3 thể rắn cộng CO2 thể khí cộng H2O thể khí, delta H lớn hơn 0. Có thể dùng những biện pháp gì để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn NaHCO3 thành Na2CO3? 6. Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kính. CaCO3 thể rắn, phản ứng thuận nghịch cho ra CaO thể rắn cộng CO2 ở thể khí, delta H lớn hơn 0. Điều gì sẽ xảy ra nếu thực hiện một trong những biến đổi sau đây? A. Tăng dung tích của bình phản ứng lên. B. Thêm CaCO3 vào bình phản ứng. C. Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng. D. Thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng. E. Tăng nhiệt độ. 7. Trong các cân bằng sau đây, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và chuyển dịch theo chiều nào khi giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi? A. CH4 ở thể khí cộng H2O thể khí, phản ứng thuận nghịch cho ra CO thể khí cộng 3H2 thể khí. B. CO2 thể khí cộng H2 thể khí, phản ứng thuận nghịch cho ra CO ở thể khí cộng H2O thể khí. C. 2SO2 thể khí cộng O2 thể khí, phản ứng thuận nghịch cho ra 2SO3 thể khí. D. 2HI thể khí, phản ứng thuận nghịch cho ra H2 thể khí cộng Y2 thể khí. E. N2O4 thể khí, phản ứng thuận nghịch
cho ra 2NO2 thể khí. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.